chúng ta biết rồi là bây giờ sau này ông Biden y chang lúc mà ông tổng thống Trump bị nhớ là đem hồ sơ về nhà ông cái bị top secret đó ông cho là tổng thống Trump một cách bất hợp pháp đã dám đem những hồ sơ mật cái vị nhớ kiểu đột, kích làm đủ trò thì bây giờ hóa ra ông Biden y như vậy hồ sơ người ta khám phá rất nhiều tố cáo ở đây này và cái chất lượng ta có nguyên cái Biden Center đó, đó là cái nơi nữa mà khi đó ông ta chỉ làm phó tổng thống thôi thành nhân chưa được cái quyền đặc biệt tổng thống nha ông Trump dù sao ông đã, đã là tổng thống ngay cả nếu có đem về mà nếu mà cứ tiến hành cái chỉ trích hay là cứu xét cái đó thì tổng thống trump vẫn được cái quyền đặc miễn của tổng thống đương nhiệm trong khi lúc đó cái nhiệm kỳ đầu ấy, người ta đưa ra cái, cái hồ sơ này mới tìm ra là suốt thì lúc đó ông chỉ làm phó thôi nhưng mà ông đã một cách trái phép đã dám đem những hồ sơ mật và kể cả có những hồ sơ cá nhân trong đó, đó. đặc biệt ta nhấn mạnh những chủ điểm sau đây Ukraine, vị biết hồi đó ông bay qua bay lại mà ông nhiều cái trò làm ăn với Ukraine và tàu, rồi Iran, Tức là lúc đó đã có cái deal Iran vị biết rồi. suốt thời gian Obama rất ưu ái cho Iran, quý vị nhớ không, cho cả một một triệu rưỡi tiền giúp rồi là hủy bỏ cái hiệp ước hạt nhân, quý vị nhớ không, ký một cái hiệp ước hạt nhân rất là dễ dãi cho bên đó. Cho nên khi tổng thống Trump lên ông đã dẹp ngay vấn đề đó. thì bây giờ chưa gì thấy những cái hồ sơ dính tới những chuyện đó và ngay cả dính tới UK tức là Anh đó Anh Quốc đó tức là có những cái bí ẩn nào đó mà ngay thời gian đó những hồ sơ mật như vậy mà ông này chúng ta không được đem về nhưng mà ông ta lại vẫn đem về những nơi riêng của ông ta hay là trong cái văn phòng của người ta khám phá ra thì vấn đề là thế này bây giờ cái bộ tư pháp có nhảy vô hay không vì chuyện ông Trump là ông, ông nhảy vô ông hí hửng quý vị nhớ không? cái tay Magalin đó, đó bộ trưởng tư pháp để xem người ta đang chờ xem ông ta có đối xử một cách công bình đối với trường hợp Biden hay không hay là lờ đi hay là bằng cách này cái kia từ từ nghĩa là xí xóa cái bên dân chủ thì lúc nào nó cũng như vậy đó quý vị biết rồi nhưng mà bây giờ đó vấn đề là người ta thấy vô lý là vì cùng một cái đó một cái tội đó trước đây thì họ lại làm đủ thứ rồi ông này cũng muốn tỏ vài câu quý vị nhớ không trong cái lúc mà đột kích nhà thống trâm đó Hôm này cũng chê bai vài câu đại khái là tổng thống nhưng mà đã coi thường luật pháp rồi này kia bây giờ chính ông ta bị luôn mà ngày đó ông ta còn mới là phó tổng thống tức là ông ta chưa được cái quyền miễn trừ của một tổng thống trong khi tổng thống trump đã làm tổng thống rồi cựu tổng thống thế mà họ làm đủ thứ không? để coi cho nên người ta đang thắc mắc bây giờ ngày nào đây fbi sẽ đến nhà ông biden có vấn đề có hay không ý người ta đang bực đó, là tại sao ông trump thì quý vị làm dữ lắm thì bây giờ để chờ xem cái Biden kể như cùng một tội đó mà mặc dù Biden còn bếp hơn là lúc đó chưa được lên ngôi, chưa phải là tổng thống đương quyền. Vậy tại sao vi phạm những cái đó để chờ xem kỳ này FBI và Bộ Tư pháp có vào cuộc cái vụ này không thưa quý vị? Và để tiếp thêm những cái chi tiết trong cái chuyện mà có những cái hồ sơ mật của thời đó là phó tổng thống ông Joe Biden đã mang về nhà mang về một cái trung tâm có tên là trung tâm của Biden luôn thưa quý vị à, trung tâm chính sách pháp lý quốc gia được viết tắt là NLPC đã có những cái thông cáo họ đã đề trình các yêu cầu của đạo luật tự do thông tin để mà yêu cầu xác định Cách mà các tài liệu mật và các hồ sơ của Tổng thống vào thời chính quyền Obama, Biden Đã được lưu trữ tại cái trung tâm này Trung tâm ngoại giao và tham gia toàn cầu Biden Tại DC, thủ đô của nước Mỹ thưa quý vị Trung tâm Biden đây là một cái tổ chức tư vấn được tài trợ bởi trường Đại học Pennsylvania Đã nhận được hơn 60 triệu Mỹ Kim quyên góp từ các thực thể của chính quyền Cộng sản Trung Cộng Trong đó có khoảng 22 triệu đô là những cái cơ quan mà ẩn danh thưa quý vị họ giấu tên theo cái um, tổ chức uh, NLPC yêu cầu của tổ chức um, thông tin um, của nước Mỹ để nhằm tìm kiếm các câu trả lời cho một số các câu hỏi quan trọng chẳng hạn như là tại sao um, những cái hồ sơ này được phát hiện và họ giữ những cái hồ sơ này bí mật trước cái lúc mà bầu cử giữa nhiệm kỳ và được tổ chức trong vòng 2 tháng trời và tại sao bộ tư pháp không lục soát cái trung tâm Biden để mà tìm hiểu xem liệu có những cái điều gì mà khác lạ nó nguy hiểm đến an ninh quốc gia hay là không À, cũng theo um, tổ chức nlpc họ cho biết rằng họ yêu cầu trả lời lý do tại sao các người luật sư riêng của tổng thống joe biden lại chuyển cái văn phòng học thuật và tại sao trung tâm biden lại um, di rời cái địa điểm này trong khi đó cái địa điểm này vẫn còn một cái hợp đồng thuê mướn từ 4 cho đến 5 năm nữa và tổng cộng cái khu đất này rất là lớn đến 14.000 mét vuông thưa quý vị thì đâu có phải là tại vì cái chỗ này nó nhỏ quá hoặc là cái chỗ này hết cái giao kèo hợp đồng mà phải dọn đi chỗ khác lý do tại sao chẳng lẽ muốn che giấu tông tức hay sao Trung tâm Biden đã mở một cái văn phòng vào tháng 2 năm 2018 và ông Biden đã thỉnh thoảng sử dụng cái văn phòng này để mà làm những cái chuyện riêng tư. À đây cũng là nơi mà ông Anthony Tony Blinken hiện nay là ông là ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó ông là giám đốc điều hành trung tâm Biden thì quý vị cũng đã thấy những cái mối liên quan mật thiết của ông Blinken và tổng thống Joe Biden ông Biden đã nhận được khoảng khoảng 900.000 Mỹ Kim tại trường Đại học Pennsylvania vì ông đã có một lần thuyết trình và trước cái lúc mà ông tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2019. Ông Biden sau đó đã được bổ nhiệm làm đại sứ tại Đức, chủ tịch trường đại học Pennsylvania, bà Amy Goodman. và là một người đã né tránh các câu hỏi về nguồn gốc của các khoản đóng góp của chính quyền Cộng sản Trung Cộng trong các phiên điều trần và bà đã nói sai sự thật rằng Bộ Giáo dục yêu cầu họ phải giấu tên. Trong khi đó, Bộ Tư pháp đã không ngừng truy lùng cựu Tổng thống Donald Trump như anh Ngọc Trọng lúc nãy có nhắc. À, và tại vì với những lý do rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã lưu trữ các tài liệu mật thì uh, họ lại làm to chuyện ra sư quý vị và khi đến chuyện mà ông Joe Biden thì uh, họ đã lờ đi, họ hoàn toàn họ giấu nhẹ. Và đây là những cái hành động mà rất là mâu thuẫn của um, uh, chính quyền ông Joe Biden, rất là thiên vị đã đến lúc mà ủy ban giám sát hạ viện hiện nay do đại diện James Comer, ông là một người của Đảng Cộng hòa đang uh, nắm giữ vai chủ tịch cần phải tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và sâu sắc về cái vấn đề này bao gồm cả tất cả các mối liên quan về tiền bạc đối với chức quyền cộng sản trung cộng và với trung tâm biden và nhất là hunter biden thưa quý vị